Alo, em ơi, em đặt xe đến trường Đại học Ước Mơ em. Anh đang ở đây. Vâng, anh lên đây ngồi nghỉ ngơi đợi em một tí nhá. Em làm nốt cái bài tập lớn này đã. Tí em trả tiền OT nhá. Em mong công việc ưu tiên em. Vâng anh ạ, hôm nay anh hẳn có một bài tập lớn mà em chưa làm xong. Anh ngồi đợi em một tí nhá, bài này khó quá. Em cứ làm đi. Không được, không biết bây giờ thằng này bao giờ nó mới làm xong nữa. Chả lẽ mình cứ đứng đây chờ nó mãi. Xe còn để dưới nhà nữa. Xong chưa em? Chưa anh ạ, khoai quá. Thôi, mình đi ra kia đi, để anh làm cho. Hả? Anh đi làm hả? Mấy cái bài này đơn giản, có cái gì khó đâu mà không làm được. Đơn giản, anh cứ đùa. Mấy cái bài này em ngồi cả đêm chưa làm xong đấy. Đấy là do mày học dốt rồi. Anh, ê, học dốt mà em vẫn là sinh viên đại học đấy. Anh có từng học đại học chưa mà anh nói em, anh chê bai em. Xin lỗi ông đi. Không những ý, tôi học đại học rồi ấy, mà tôi còn là thủ khoa của cái trường đại học Ước Mơ của ông đấy. Xong rồi đấy, đi thôi. Hả? Ui, xong thật rồi này. Cái mặt làm gì phải bất ngờ ngạc nhiên như vậy. Đi nhanh lên, anh còn để xe dưới cổng nhà mày đấy, chứ có cổ đâu, mất mẹ nó bây giờ. Thật không được, không thể tin nổi. Không thể tin nổi. Nhanh lên. Vâng nè. Ôi nhưng mà anh ơi, anh thủ khoa thật đấy à? Thật, thủ có lại thủ luôn. Nhưng mà... Nhìn cái đéo gì, anh lên. Nhanh lên em ơi. Từ sáng đến giờ anh mới chạy được 4 cuốc xe của em đấy, mất bao nhiêu thời gian của anh. Nhanh. Ôi mà không được. Này anh làm bài tập cho mày rồi thì bây giờ mày phải đéo anh chứ. Thôi cũng được anh ạ. Tập dần đi cho nó quen. Sao lại tập dần đi chú quen hả anh? Sau này đây sẽ là công việc chính của chú đấy. Không anh, sao lại công việc chính của em? Em mất công học đại học đồng hoàng, ít nhất mai kia phải làm cán bộ. Không thì chỉ ít trưởng phòng hay giám đốc chứ sao lại làm xe ôm anh. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hả? Sự đời. Đây, đọc đi em. Đọc cái gì đây? Đọc đi mà thấy cái sự đời. Theo số liệu thống kê của các cơ quan báo chí thì có đến 80% sinh viên cử nhân học đại học ra làm xe ôm công nghệ. Ui, sao nhiều dữ vậy? Có cái gì đâu mà nhiều. Bây giờ ấy, người thì nhiều mà việc thì ít. Sinh viên với cử nhân tốt nghiệp ra trường ấy, có xin được việc làm đâu mà chả thất nghiệp. Ngày xưa, cái lúc mà anh đậu thủ khoa cái trường đại học Ước Mơ của chú ấy, anh cũng mang trong mình nhiều hoài bão, nhiều ước mơ, nhiều khát vọng. Nhưng rồi sao? Thực tế phú phàng ấy, nó vả cho anh tỉnh luôn. Đời cũng như là mơ đâu em ơi. Ủa, đéo hỏng nữa. Anh, trụ sở đăng ký xe ôm công nghệ của anh ở đâu? Anh dắt em đến đi. Ơ kìa, sao lại không học nữa? Với mày đi công ty anh làm gì? Thì học xong đại học trước sau thì cũng là xe ôm công nghệ. Thôi thì tiết kiệm thời gian, ngay từ bây giờ em chạy xe ôm luôn. Cuối cùng thì em cũng đã ngộ ra rồi. Anh mừng cho em. Chú em, à nhầm, đồng nghiệp. Anh à, có gì em mới vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ, anh chỉ bảo em thêm. Được, vì đầu tiên ý, lên xe đa số, à nhầm, vào số, được không? Lên đi anh. Anh bảo này, chịu khó ấy, có tâm với nghề ấy, rồi tối anh dắt chú đi gặp mấy em đồng nghiệp. Các bạn nữ cũng chạy xe ôm hả anh? Một nửa thôi. Là sao ạ? À? Bỏ chiếc xe đi. Ôm đó. Cuộc sống này nhiều thú vị lắm. Anh em làm xe ôm cũng thiệt thòi đâu. À tí nữa trả anh cái cuốc xe này nhá. Ok anh. Ok. Bán chắc anh nhá. Ok.